thế không nên dùng tận, người không nên yêu hết. Khi chư vị dành hết tâm tư tình cảm vào một việc hay vào một đối tượng, chính là sự đầu tư rất rủi ro. Nói theo thế gian, chẳng ai dạy mang hết trứng bỏ vào một giỏ. Tâm từ bi chưa sanh, chỉ nên dành một nửa pháp thế gian là đủ rồi. Dù người đó là con cái vợ chồng, nên giữ lại một nửa cho chính mình, để còn là chính mình khi sự việc không như mong cầu. Làm được như thế, hẳn chưa bị ngộ ra, nghiệp quả mỗi người lại khác nhau. Mỗi người mỗi phước duyên khác nhau, chưa bị không thể chuyển nghiệp giúp người khác. Pháp sư Tịnh Không có dạy, hãy khuyến thiện trong khả năng có thể, giúp đỡ họ trong điều kiện có thể khi duyên sinh. Nhưng không chấp vào việc người được giúp họ sẽ thay đổi như thế nào, có thay đổi với sự giúp đỡ của ta hay không. Bồ Tát không can thiệp nghiệp quả của họ, vì sao ta lại phải can thiệp? Chư vị cho con cái ăn no ngủ ấm, cho chúng học trường thật tốt, ép đặt chúng vào chuẩn mực của xã hội hiện tại, mà xã hội hiện tại đề ra như thế nào, áp đặt theo như thế đó. Mục tiêu sau này chúng sẽ là người thật thành đạt. Điều này không có gì phải bàn, nhưng việc sau đó không xảy ra theo dự liệu, chư vị có tâm định tĩnh, không phiền não vì con cái. Những vị đã phiền não vì con cái, vì chúng không như mong muốn, phải chăng đã dành quá nhiều tâm tư vào một vai diễn trong kiếp nhân sinh này? Một người diễn rất nhiều vai trong cuộc đời, người mê sẽ dành trọn tâm lực vào một vở. Đời người khác gì những khán giả ngồi trong một sân khấu kịch, đưa mắt dõi theo những vở kịch. Sau bao sóng gió, khi hiểu được cuộc đời như một sàn diễn, chúng ta tự nhiên sẽ đặt ra câu hỏi, làm thế nào để thoát khỏi vở diễn ấy? Khải Toàn xin thưa, chỉ cần chư vị làm khán giả nhiều hơn làm diễn viên, không chấp vào ai đúng ai sai, tự khắc không dễ bị lôi kéo lên sân khấu. Không dành trọn tâm tư của mình vào một vai nào đó, tức đã dụng được đạo trung dung. Giả dụ hàng xóm họ xung đột, bạn chen vào, đồng nghiệp xung đột, bạn cũng chen vào, vợ chồng con cái xung đột, bạn lại chen vào, bạn tự mình xông pha vào nơi có từ trường thật hỗn loạn, tự cho mình vai diễn trong vở kịch của người khác. Tâm trạng nhận lại sau đó là gì? Tự bạn nhớ và ngẫm lại xem, có phải là những phiền não tiêu cực chẳng lợi lộc cho ai? Trong bất kỳ cuộc xung đột nào mà bạn đã tham dự, người được bạn bênh vực, họ không thể nhớ lâu. Người bạn không đồng tình, người bạn cho là sai, họ ghim hành động đó lại, tự dưng lại rước họa vào thân. Thế là lần sau bạn phải dè chừng, đứng xa xa làm khán giả để tránh bị văng miễn vào người. Chư vị chỉ cần chịu khó ngồi xuống thiền định, quán xét lại những việc Khải Toàn vừa nêu, tự cho mình câu trả lời thỏa đáng. Chúng sinh đến với thế gian này để trả nợ hay hưởng phúc. Giả dụ ngài được ăn no ba bữa thì vui mừng, hơn sao phải ăn một bữa lại không vui. Thấy người khác có thứ mình không có, sanh tâm đố kỵ. Thấy người không ưa hoạn nạn lại sanh tâm vui mừng. Cả một cuộc đời làm việc đầu tắt mặt tối, không có nổi một phút giây an tĩnh. Phải chăng chúng ta đến với thế gian này để trả những món nợ trong tiền kiếp? Tôi muốn là gốc rễ của mọi buồn phiền. Chỉ cần chư vị chém đứt cái tôi, chém đứt quá khứ là có thể đoạn trừ đi được phiền não. Chư vị không lìa được quá khứ, đừng mong cầu đoạn đi phiền não. Có phải chăng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng là đoạn được phiền não? Người đau khổ chính là người truy tìm quá khứ, người vọng tưởng thì mong cầu những việc ngoài khả năng chính là người ước vọng tương lai. Pháp môn xả ly tâm tham là bố thí, chính vì tham mà muốn có thật nhiều, không muốn bố thí. Chỉ cần chư vị hoan hỷ bố thí, dần dần sẽ lìa được tâm tham. Lìa được tâm tham, tâm tham giảm thì phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Bố thí trong hoan hỷ, có ít vẫn bố thí, chính là bố thí ba la mật. Đường đến huỳnh tuyền,
không phân lão ấu, nơi mộ phần không phân trẻ già. Mãi phiền não chẳng giúp ích được gì cho người tại thế. Khi lâm chung, khó lòng về với cõi lằn, khó lòng về với Phật A-di-đà. Phiền não khiến con người vấn vương ở cõi trần, vong linh không tìm được đường để siêu thoát. Hãy ngồi xuống tĩnh tọa hành thiền. Chư vị từng đau khổ vì gia đạo, vì tình cảm, tiền bạc hay danh lợi khác, chính vì đã dành quá nhiều tâm tư vào pháp thế gian, đang trả những món nợ trong đời quá khứ, phải chăng đã đầu tư nhằm đề mục? Mỗi ngày ta thay áo, mỗi kiếp ta thay thân. Cái áo, cái thân chỉ là một quán trọ trong kiếp sống này. Ngày ngày ta mặc đẹp, nơi ta ở thật là đẹp, phải chăng đang trang trí cho quán trọ của mình? Cuộc đời giống như một chuyến du lịch, dù có lưu luyến nơi ấy đến mấy, ta cũng sẽ phải rời đi tiếp tục một cuộc hành trình. Dù có lưu luyến người này, thân này đến mấy, ta cũng sẽ đành bỏ lại khi lìa một kiếp người. Một kiếp nhân sinh ngắn ngủi, chẳng có gì là của ta. Chư vị xem nhẹ tiền tài, dù có cơ hội kiếm nhiều tiền đến mấy cũng có thể buông xuống. Ví như người quyết tâm giảm béo, buông xuống tất thảy đồ ăn ngon, quyết tâm tập thể dục. Người buông xuống được tiền bạc là người dùng tiền, không để tiền dùng người. Người buông xuống được thức ăn hại của cơ thể là người chọn thức ăn, không để thức ăn điều khiển. Pháp thế gian ngày nay dạy người làm giàu, dạy người cạnh tranh, đấu tranh, có thể dẫn đến cả chiến tranh. Chư vị hãy nhìn vào mạng xã hội ngày nay, rất nhiều người trẻ sẵn sàng khẩu chiến với những người mình không hề quen biết, không hề quen biết một chút nào, càng không hiếm người chỉ thích hóng chuyện thị phi. Tâm an lý đắc, đầu tư vào pháp thế gian lại ít mà phiền não thì rất nhiều. Ngày ngày dành ít thời gian nghe pháp thoại hay đọc kinh, dành ít thời gian để thiền định, đọc sách, mỗi ngày tự nguyện cho mình, nhắc nhở mình những điều lành, nhắc nhở mình giúp đỡ chúng sanh. Đó chính là đầu tư vào Phật duyên, là sự đầu tư mang lại phước báo lớn mà không hề rủi ro.